Giang Nhất Yến, đệ nhất trà xanh showbiz giật chồng, ăn cắp chất xám, cướp vai của đồng nghiệp. Giang Nhất Yến được mệnh danh là nữ thần văn nghệ đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi là thanh thuần như hoa cúc. Thế nhưng đằng sau nữ diễn viên xinh đẹp này lại là một bề phốt khiến người dân không thể tin nổi. Dân mạng xứ Trung thường đặc biệt dành trà xanh cho những cô gái sở hữu gương mặt xinh đẹp như thiên thần nhưng tâm cơ ích kỷ. Với bề dày thành tích giật chồng, hãm hại đồng nghiệp, không qua chút nào khi nói Giang Nhất Yến là đệ nhất trà xanh của showbiz Hoa ngữ. Giang Nhất Yến tên thật là Giang Yến, là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả ở Chiết Giang, Trung Quốc. Với sự ảnh hưởng của mẹ, từ nhỏ, Giang Nhất Yến đã có niềm đam mê với nghề nhiếp ảnh và theo học một bậc thầy trong ngành này từ khi mới học tiểu học. Giang Nhất Yến không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cô có gương mặt trong trẻo, thanh thoát nên rất được mọi người xung quanh yêu mến. Cô thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành bạn cùng lớp với Lưu Diệc Phi, La Tấn. Mới vào đại học chưa lâu, Giang Nhất Yến đã được chú ý và mời đi đóng phim nhờ nhan sắc xinh đẹp và tài khiêu vũ xuất chúng. Có xuất phát điểm cao hơn so với bạn bè cùng trang lứa, Giang Nhất Yến nhanh chóng được biết đến và yêu thích qua những bộ phim như Quá yêu, Tứ đại danh bổ, Làm bộ tình lữ, vân vân. Ngoài ra, Giang Nhất Yến còn đạt được nhiều thành tích cao trong sự nghiệp nhiếp ảnh. Lối sống tự do tự tại như thiếu nữ, chỉ biết đến văn thơ của người đẹp khiến biết bao người ngưỡng mộ. Chính vì lý do này, nữ diễn viên là một trong những nàng thơ được yêu thích nhất của showbiz một thời. Thế nhưng, ít ai biết, đằng sau vỏ bọc mỹ miều, không tranh với đời của Giang Nhất Yến lại là đời từ rắc rối đến khó tin. Với hình ảnh một nữ thần hoàn hảo, thành tú của làng giải trí, Giang Nhất Yến khiến đại gia kinh doanh chuỗi cửa hàng bánh gato nổi tiếng La Hồng mê như điếu đổ, coi cô như tri kỷ. Có cùng chung niềm đam mê nhiếp ảnh, Giang Nhất Yến và La Hồng bắt đầu qua lại với nhau, bất chấp việc đại gia này đã có gia đình. Thậm chí, có người bạn còn trêu chọc nữ diễn viên là bà chủ mới của chuỗi cửa hàng bánh kem sáng ngôi bà cả, thái độ cũng trở nên khác hẳn. Đau khổ là vậy, nhưng bà xã La Hồng chỉ đành ngậm ngùi từ bỏ cuộc hôn nhân này. Điều này đã đẩy Giang Nhất Yến lên đầu sóng ngọn gió, bị mang danh tiểu tam chen chân vào gia đình người khác. Thế nhưng, không thể tin nổi là La Hồng lại nhờ vợ cũ ra mặt để bảo toàn thanh danh cho người đẹp họ Giang. Không biết Giang Nhất Yến đã ra tuyệt chiêu gì để khiến người đại gia giàu có này hết lòng hết dạ vì mình đến vậy. Nhưng điều này đã cho thấy cô thực sự là một trà xanh hết sức cao tay, vừa phá hủy gia đình người khác lại vừa không muốn mang tiếng xấu. Ngoài ra, Giang Nhất Yến cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn bằng cách ám chỉ mình đã có bạn trai gắn bó nhiều năm. Dù vậy, netizen vẫn nửa tin nửa ngờ. Không chỉ vậy, Giang Nhất Yến còn khiến giới truyền thông tổn bào giấy mực với hàng loạt scandal như mang vốn đầu tư đi tới tìm biên kịch mắt tay vua chính để hợp tác và nẫn tay trên nhân vật của Vương Lạc Đan, cướp vai của Tiết Khải Kỳ trong bộ phim Tứ đại danh bộ và bị đồng nghiệp mỉa mai ngay trong lễ trao giải. Cô còn dính scandal thả thính đằng siêu trong show truyền hình. Đến cuối năm 2019, nàng tài tử họ Giang mới thực sự lật xe khi bị vướng vào lùm xùm liên quan đến việc đoạt giải thưởng trong lĩnh vực kiến trúc. Cụ thể, người đẹp khoe giải thưởng trên Weibo nhưng bị phát hiện cô không phải kiến trúc sư mà chỉ là mua lại căn nhà và có kiến trúc đoạt giải, không có tư cách nhận thưởng. Điều này khiến Giang Nhất Yến nhận về vô số gạch đá từ dư luận, bị chỉ trích nặng nề là kẻ giả tạo. Chưa dừng lại ở đó, Giang Nhất Yến còn bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng Cao Nguyên, vợ cũ của biểu tượng nhạc rock Trung Quốc Đậu Duy mỉa mai cực gắt. Cao Nguyên tố Giang Nhất Yến là màu khi tham gia hoạt động từ thiện, ăn cắp chất xám của người khác, hòng xây dựng hình ảnh tài nữ cho bản thân mình. Cao Nguyên thẳng thắn chỉ trích Giang Nhất Yến là diễn viên nhưng không có tác phẩm tiêu biểu, rêu rao bản thân làm từ thiện kín tiếng nhưng hóa ra chỉ giỏi làm màu, lấy ảnh của các nhiếp ảnh khác rồi trơ trẽn để tên mình. Cũng vì loạt phốt đen này, hình ảnh và sự nghiệp của Giang Nhất Yến hoàn toàn sụp đổ, cô nhanh chóng lên tiếng xin lỗi về hành vi giả tạo giải thưởng. Thế nhưng, cho tới tận bây giờ, nữ thần văn nghệ showbiz dường như mất hút khỏi làng giải trí và mãi vẫn chưa được cộng đồng mạng tha thứ.